Có lát nữa anh hai đội ra xong là em mở. Chúng tôi cũng xin thông báo đến đội bóng của giáo viên thành phố Sóc Trăng chúng ta khẩn trương để chúng ta tiến hành vào sân chúng ta thi đấu. Và xin chào Đình Đen nha, chào Đình Đen. Vâng, thời gian chúng tôi có hạn, bia chúng tôi cũng đã ướp đã lạnh rồi. Chân chơi mà bóng chơi luôn đó, bia ướp lạnh rồi. Khó tắt quá anh ơi. Ủa lên bữa nay là tổng đài là à là đúng rồi, bữa nay làm vận động viên rồi. Ok, cảm ơn Định Đen nha. Hello Định Đen. Chào Bình Xe G7. Sáng này ở gần chùa Tum Núp nha, mình chơi bảy.
Hôm nay chúng ta sẽ cùng giao lưu với vận động viên thầy Sang các bạn ơi. Ủa câu lạc bộ giáo viên là anh có danh sách rồi phải không? Cảm ơn anh Duy, anh Duy hôm qua mới giao lưu tại sân bóng đá Quốc Vinh. Cảm ơn anh Duy. Anh Duy bất động sản Sóc Trăng. Anh Duy, cảm ơn Bình C7, cảm ơn Đỉnh An. Ngày hôm nay chúng ta sẽ được giao lưu với vận động viên thầy Sang nha các bạn. Nhìn thầy Sang sẽ bình luận các trận đấu của ta ngày hôm nay. Mega Media đúng không? Dạ. Mega Media đúng không? Dạ, bình luận viên Quang Thuận anh này. À, bình luận viên Quang Thuận hả? Dạ. Vâng, lễ bóng chúng tôi xin thông báo đến đội bóng của giáo viên thành phố chúng ta. Nhanh chóng tập trung vào sân để chúng ta tiến hành làm lễ khai mạc và chúng tôi trận đấu chúng ta diễn ra trong ngày giải bóng đá trên quốc bảng hữu lần thứ nhất năm 2024. Cũng có bốn đội bóng rất mạnh và cực kỳ sắc màu, là đội bóng đến từ An Hiệp, đội bóng đến từ Vĩnh Long Nhân Sáng Minh và đội bóng đến từ giáo viên của thành phố Sóc Trăng. Và trận đấu đầu tiên sắp diễn ra đó là giữa đội bóng An Hiệp và đội bóng đến từ giáo viên thành phố Sóc Trăng. Chưa giao đồ, rượu bia không tốt cho sức khỏe, đừng có dụ bình luận viên uống. Thưa thầy, xin chào Lâm Biên. Ok, thầy Sang đã thấy bình luận nha anh Lâm Biên ơi. Rồi vậy là mời luôn đi thầy. À vâng, như vậy thống như các bạn tổ chức cho chúng tôi sẽ mời luôn đến rồi để chúng ta tiến hành trao cờ lưu niệm cũng như ghi lại những hình ảnh đẹp trong giải bóng đá trên cúp toàn hữu ngày hôm nay. Đúng rồi, chúng ta tập trung để chúng ta sẽ tiến hành trao cờ lưu niệm. Vô like rồi đó gì. Và bắt chính cho ngày giải đấu hôm nay đó là trọng tài Văn Tiên. Cả trước băng gòn anh, cả trước băng gòn á, trước băng gòn mạnh á. Anh Tiên tập trung trước băng gòn đi để ghi hình. Hãy subscribe.
Dạ đúng rồi. Anh mời đứng theo chữ quê á. Chữ quê ra gì nè. Chữ quê ra anh mời đi, anh mời đứng chữ quê á cho người. Rồi chào cầu lưu niệm là quay mình quay về đây nè. Anh mời đi mới nghe chứ. Uống cọp không dữ dằn thì ở trên màn hình chúng ta đó là các đội bóng chúng ta sẽ nhìn lần lễ khai mạc được cho cầu lưu niệm và trận đấu đầu tiên sắp diễn ra đó là giữa đội bóng đến từ An Hiệp và đội bóng của giáo viên của thành phố Sóc Trăng và sân với trang phục áo màu trắng lưng đen đó là đội bóng đến từ giáo viên của thành phố Sóc Trăng với đường ra sân thủ môn đó là Phước Nhân đội bóng số 2 Anh Đức Đăng Hoàng đội bóng số 3 đội bóng Cai Xin Minh Đường đội bóng số 5 Văn Thảo đội bóng số 6 và Lý Thanh đội bóng số 7 chưa anh ơi đội bóng An Nghiệp trong trận đấu màu xanh tiền xanh. Xin chào anh Chính Tài, bảo là có thịt chó cho các bạn. Cảm ơn anh Chính Tài. Chào Ngọc Tính nha. Anh thầy, Tính nó nói lo hơi xa nghe hơi nhỏ kìa, giờ dời qua đây giùm em được không? Bây giờ qua đây đi anh ngồi bảnh được, nhưng mà dời cái lo qua đây nè. Giờ cho nó gần em á. Ok, cảm ơn em trai Ngọc Tính nha. Chào anh Chính Tài. Như vậy trận đấu đầu tiên này các cầu
Điều anh em là những người chính giữa không phân ở phía bên tay phải trong trang phục áo màu xanh quần xanh. Và các bộ của giáo viên thành phố Sóc Trăng là những người chính giữ cùng phân ở phía tay trái và tiến tới vai trên công đoạn tất tình. Bắt đầu trận đấu thứ 3. Đó là các bộ đến từ đội bóng hiệp đã phối hợp với các bộ màu số 5 chúng ta đã là công bằng. Dạ ăn, đúng không? Đến từ đội bóng anh hiệp, sắm bóng. Và phối hợp tấn công vẫn là cao thủ anh hiệp sắm bóng. Một pha bắn xuống các bóng rất nhanh vừa rồi đã là của Minh Vương. Tranh thủ vô nè ơi. Đó là cá thủ của đội bóng giáo viên của thành phố Sóc Trăng. Minh Vương. Trận đấu chúng ta mới diễn ra những giây phút đầu tiên đã diễn ra quá hấp dẫn. Bắt đầu lật mơ em cơ dành cho đội bóng áo trắng. Nếu vậy đã có bàn thắng 3-6 dành cho đội bóng giáo viên thành phố Sóc Trăng. Đây xin chào chính tay. Những giây phút đầu tiên thì lấy với một bàn 3-0 của đội bóng áo trắng. Và là cầu thủ An Nhiệt lúc này đó là Chi Hiếu. Gọi là Chi Hiếu sắm bóng. Tiếp tục pha phối hợp với cầu thủ mang áo số 9 đó là Minh Cận. Và các bóng rất tốt của cầu thủ giáo viên thành phố Sóc Trăng. Và tiếng còi vang trên cũng là các lần trao đài xem với tình trọng tài. Như vậy sẽ có quả đá phạt dành cho đội bóng giáo viên của thành phố Sóc Trăng. Đội mình phải lấy thêm một bàn ra người đội bóng của giáo viên Minh Vương. Bổ sút. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Tỷ số đã được mở 2-0. Đặc biệt là 2 bàn. Nhà đây mới chứng giây phút đầu tiên của hiệp đấu đầu tiên. Trận đấu thứ ba diễn ra một hiệp đấu 25 phút. Một trận đấu thứ ba diễn ra 50 phút. Ok, chào anh Chính Tài, chào bình Đức Quang Minh nha. Chào bình Đức Quang Minh. Hello em. Một số tiền đã trả công rồi. Một pha bài người càng phá sức thần của thương mục Phước Nhân. Quả đá phạt góc trên trường bóng áo nghiệp. Quả là cao thủ áo xanh. Phá dứt điểm công đầu. Người vừa có pha dứt điểm của đội đó là Chí Hiếu. Là sấm bóng. Hello anh trai Nguyễn Thái Hiển nha. Từ một bên kia đội bóng hiệp đó là Giác Anh. Và phối hợp với cái đường bào số 3. Từ sân bóng. Hello Thái Hiển, hello Bình Đại Duy Quang Minh nha. Hello anh Chính Tài. Ném biên dành cho đội bóng An Hiệp. Là lực lượng màu số 9 là Minh Cảnh. Và dứt điểm từ rất xa. Nhưng bóng đá đi hết đường biên ngang. Phát bóng lên dành cho đội bóng của giáo viên. Ok, cảm ơn Khánh. Giáo viên của thành phố Sóc Trăng. Đội Minh Vương. Và lực lượng màu số 8 rồi tấn công dành cho đội bóng trắng nhất đội em công rồi. Bóng lại đi trước cặp cặp của thủ môn Giác An. Thôn mày đá giữa mày vô lên đây là nó tấn công nó bắt cái giữa là mày thua. Vâng, xin chào anh Khánh Hồng, xin chào Nghĩa Rương, xin chào Nguyễn Thế Hiển, xin chào tất cả các anh đang theo dõi trực tiếp trận đấu ở trong khuôn khổ giải bóng đá
ở trận cúp 3 ngôi lần thứ nhất năm 2024 tại sân bóng đá Quốc Vinh. Trận đấu chúng ta đang được chứng kiến đó là giờ đội bóng An Hiệp trong trang phục áo màu xanh và đội bóng giáo viên thành phố Sóc Trăng trong trang phục áo màu trắng quân đen. Và lúc này thì lợi thế đang là 2-3 đang yêu đội bóng giáo viên của thành phố Sóc Trăng. Ném biên đó là công bằng. Nguy hiểm sẽ môn. Như vậy đã có tình huống để bóng chạm tay của Lâm Sơn Bồn. Khả năng tiêu chuẩn của Mạng Sơn Bồn. Gọi là cao thủ An Hiệp sắm bòn và mất bóng của thủ môn số 1 đây là Minh Vương. Tiếp tục là các thủ giáo viên thành phố Sóc Trăng ở phản công còn chưa có pha dứt điểm. Bóng lại trong tình kiểm soát của cầu thủ áo trắng Minh Vương. Xin chào Novita nha, chào Novita, hello Novita. Bóng vẫn còn, cơ hội và dứt điểm. Đó là lấy công bằng đội màu số 5 về Việt Nam tỷ số xung quanh 1-3 dành cho đội bóng Lâm Đồng. Đến từ giáo viên thành phố Sóc Trăng và dứt điểm và được đội tài của một giải chấm bòn và dứt điểm bóng đi cao so với sang ngang của phần của thủ môn bên phía đội bóng An Hiệp. Này cách biệt chỉ có một bàn mà thôi, trận đấu quá hấp dẫn. Tiếp tục là các thủ đến từ An Hiệp chấm bòn và không chế bóng không thành công của thủ môn số 1. Phản công lúc này đó là cao thủ áo xanh, bóng không đến được đôi chân của Sâm Bom. Bóng bằng Sâm Bom đã có tình huống rơi vào thế vực vị của Sâm Bom. Và mất bóng. Đây là cao thủ đến từ giáo viên của thành phố Sóc Trăng và đi bóng hơi dài của Minh Vương là công bằng và phối hợp với thủ môn số 3 là Quang Tân sắm bóng. Minh Cảnh bóng bằng ném biên dành cho giáo viên của thành phố Sóc Trăng. Tụi chúng ta gọi là các thủ áo xanh bóng bằng bóng thủ mạng số 5 và đi bóng tiếp tục và phối hợp với thủ mạng số 9 Minh Cảnh. Bàn tay và bàn tay mới có thể nói là một pha công bằng đó rồi, một pha đốt lưới nhà. Chúng ta thấy là có thể nói là một pha từ trong sân đốt nhà mình
của Bình Phước nha. Và là các thầy của giáo viên Bình Phước sắp chẳng tập phá phối hợp. Và sẽ bằng ra kịp thời của tập hồn Giác An. Tập hồn này đó là mất cảnh. Không bằng. Sao lưng mày. Để chi không? Cảnh lên đi. Không bằng. Sắp bằng. Em đá giữa mà em. Chị yêu là Minh Cảnh tiếp tục và đưa bóng vào trong cho sân bóng lại không qua được Minh Vương. Sân bóng vẫn là cao thủ đến từ An Nhiệt. Chúng ta tỷ số đang là 3-1 nhìn người bóng giáo viên thành phố Sóc Trăng. Ok, cảm ơn Lê Mạnh nha. Cảm ơn Lê Mạnh. Hello Lê Mạnh, cảm ơn rất nhiều. Sang nha, thầy Sang đang vô bia các bạn ơi. Minh Cảnh bỏ vào với công bằng. Cơ hội dành cho đội bóng xanh lại không qua được cầu thủ màu xanh trên bên phía đội bóng giáo viên của thành phố Sóc Trăng. Minh Cảnh tiếp tục phối hợp với cầu thủ màu số 16 là đó là Văn Giao. Minh Cảnh và mất bóng của đội đó là cầu thủ màu số 16 là Văn Giao. Cú sút không có thành công của các cầu thủ giáo viên thành phố Sóc Trăng. Minh Cảnh tiếp tục phối hợp với Chi Hiếu. Minh Cảnh là pha đi bóng của Minh Cảnh không phải được căng thủ của giáo viên thành phố Sóc Trăng. Cơ hội phá công nhận cho đội bóng áo trắng với cầu thủ màu số 21 tiếp tục pha đưa bóng vào trong không đến được nơi chân của cầu thủ màu số 14. Tiếp tục là những pha phối hợp bên cánh của cao thủ và những người nhìn trên đội bóng áo trắng lại là cơ hội phản công nhìn trên đội bóng áo xanh. Đây là cầu thủ màu xanh 16 Quang Giao. Và đi bóng của các thủ giáo viên thành phố Sóc Trăng. Đó, dẫn đến cao thủ khá đáng tin cho cầu thủ áo xanh. Số bên Vương Hoài Niệm họ không có quan dính ở đây nha. Vương Hoài Niệm ơi, quan dính không có đá nha anh. Hello anh Vương Hoài Niệm, bữa nay không có quan dính gia đấu này anh Vương Hoài Niệm ơi. Đó là cao thủ đến từ thành phố Sóc Trăng. Đấy Minh Cường bóng vẫn còn người vừa có pha phá bóng của rồi đó là Minh Cảnh bên phía đội bóng An Nghiệp. Và những người dành cho giáo viên thành phố Sóc Trăng Minh Cường. Lên! Lại có
chào Ngọc Mai, có thầy Hà luôn nha Ngọc Mai ơi. Nhận nha, hôm nay bữa nay là có nhiều thầy Hà lắm. Mạnh cảnh. Mạnh cảnh. Hoàng Tân. Và phối hợp đội tuyển áo số 16 có trọng bóng. Không không có Ngọc Quý anh. Người sẽ có quả đá phạt kiểm tra là bóng đến từ An Nghiệp. Một cơ hội để rút ngắn tỷ số dành cho đội bóng đến từ An Hiệp. Ở mình chưa quả bóng lúc này là Văn Giao và công bằng. Văn Giao là người thực hiện ba dứt điểm và không ai được thắng đầu. Công bằng và không chế bóng không thành công đó của Văn Giao. Vẫn là một thằng bà số 9 bên phía là bóng giáo viên thành phố Sóc Trăng. Đừng có lan dương lại là một thằng bà số 5 và dứt điểm. Bóng đã đi cao hơn xa ngang của thủ môn Giá Anh sấm bóng. Giá Anh Minh Cảnh chạy đi. Minh Cảnh của thằng bà số 9 bóng lại không đến được lưới chân của sân bóng. Một pha phối hợp sân bóng bên phía bóng An Hiệp. Dạ An Minh Cảnh tổng là vẫn là sân bóng bên phía đội bóng An Hiệp. Chỉ hiệu công bằng tục pha phối hợp. Sao mà đá được, không dễ là không đá. Nó dinh dinh đó, kêu nó dinh dinh dinh. Dinh ơi, dinh. Và là cầu thủ của giáo viên thành phố Sóc Trăng, là lần thứ 35. Là công bằng. Cháy, cháy. Mình vừa. Và phối hợp đến từ đội viên thành phố Sóc Trăng lại là Minh Vương của tổng đội số 8. Là công bằng cơ hội phá cầu hiện cho đội bóng đến từ An Hiệp. Sấm bóng và là tổng đội số 1. Cơ hội phá cầu hiện cho đội bóng đến từ thành phố Sóc Trăng. Còn là Chi Hiếu sấm bóng. Và là Chi Hiếu bên phía đội bóng An Hiệp. Vắng nhau. Bóng lại không qua được Minh Vương. Như vậy sẽ có quả đá phạt dành cho đội bóng đến từ giáo viên của thành phố Sóc Trăng. Một chút từ đất xa. Lần này thì không qua được đôi tay của thủ môn Giác Anh. Bóng bằng.
Minh Cảnh. Là sân bọt. Chiều. Không cần công của cầu thủ áo xanh. Tỷ số đang là 3-1 nghiêng về bóng đến từ thành phố Sóc Trăng. Sân bọt. Rồi phản công dành cho đội bóng đến từ An Hiệp. Tập hợp với Tốc Nam đó là cầu thủ áo số 10. Minh Cảnh, Quán Giàu, Quốc Nam. Minh Cảnh, thủ mạng số 9. Đây là Tông Đăng. Không qua được thủ mạng số 4. Vừa sẽ có quả đá phạt góc chuyển cho đội bóng đến từ An Hiệp, đó là công bằng của thủ môn số 5 người thực hiện quả đá phạt góc này. Và bảy người cản phá của thủ môn bên phía giáo viên của thành phố Sóc Trăng, cầu phá công dành cho đội bóng áo trắng. Để công bằng Quốc Nam, Minh Cảnh, bảo vệ vị trí yêu cơ hội phản công đem Minh Cảnh và không chế bóng đi hơi dài cùng thủ môn số 9 khả năng tiếp cho cầu thủ An Nghiệp. Biết nữa, nãy giờ hỏi trọng tài á, ai mà không biết nữa. Được Quốc Nam. Chắc cũng gần hết hiệp 1 anh ơi, gần hết hiệp 1. Vâng, là cầu thủ đó là Hữu Vinh, thủ môn số 3. Tiếp tục vào phối hợp với thủ môn số 1, đó là Thầy Hà. Vâng, là pha đi bóng Đỗ Thế Bình. Dứt điểm không đầu. Quốc Nam được đội bóng An Hiệp. Anh Tiên ơi, anh Tiên. Bước nhanh. Là Hữu Vinh. Bên phía đội bóng giáo viên thành phố Sóc Trăng. Rồi Đăng Khoa. Hữu Vinh và không chơi bóng không thành công, đó là Thế Bình của thủ môn số 9 bên phía đội bóng giáo viên của thành phố Sóc Trăng. Bước nhanh và phù hợp và không theo kịp bóng, đó là của thủ môn số 1. Không biết mình đã xếp vào khung thành thủ môn Phước
tiếng còi tại trên cung bạc các lần kết thúc hiệp đấu đầu tiên. Hai đội lên sân với tỷ số đang là 3-2. Những người đội bóng của những người thành phố Sóc Trăng và lượt trận đấu tiếp theo chúng ta sẽ được chứng kiến đó là giữa đội bóng sắc màu và đội bóng sáng lên. Ủa cái này gì đá so le luôn anh. Hả? Rồi rồi để em đổi tên. Vậy chúng ta thấy là trong trang phục áo màu vàng quần xanh đó là đội bóng đến từ sáng lên. Chúng ta phải có thật tốc, có hà gắn hộ, có thủy tinh và phải có chất tài rất rất nhiều cầu thủ siêu sao. Còn bên phía đội bóng sắc màu chúng ta phải ra sân với đội trong trang phục áo màu đỏ quần xanh với tỉa bằng với bên trả hữu tâm ốc tinh ali sa bi em anh đây rồi bạn tôi chất tao bên này mà đứng quán đúng không tay dài quá thôi cậu bên kia là thầy nhẫn anh đá bên kia bên kia nhẫn được thầy đá bên kia được thầy mời đi thầy sang ơi, mời thầy sang ơi. Mời mấy anh ra. Anh Tổng, vừa chuẩn bắt tay bắt chân vừa cho ngồi đi. Cái gì trời vậy? Anh là biết là em thấy anh là em biết anh dự bị rồi. Vâng, chúng ta sắp được chứng kiến đó là trận đấu thứ hai. Như vậy chúng ta sắp được chứng kiến đó là những trận đấu ở thứ hai giữa đội bóng Ủy ban Nhân dân xã lên là những người chiếm giữ khu vực não phía bên tay trái và trong trong một áo màu đỏ quần xanh đó là đội bóng đến từ công ty sắc màu và sân với có thấy là tâm xe tải với cầu thủ áo số 49 đó là Linh Thi với Thanh Tùng Hữu Tâm và tiếng còi tại trên cũng là các lên bắt đầu trận đấu thứ ba hoặc là các thầy áo vàng để là chết tay thủ áo số 10 để không ai được thủ áo số 10 bên phía là bóng sắc màu đó là Tuấn Thanh Thanh Tổng tầm xe tải Thanh Tổng không ai được thủ áo số 13 bên phía là bóng Ủy ban Nhân dân xã gần đó là Tuấn Anh và là cầu thủ đến từ Huyền Anh sáng lên Thánh Tổng tầm xe tải
là thắng tinh sự lợi tinh thần của đồng bào số 20 phải có quả ném bên trên chơi được bóng áp à và mất bóng bấm xe tay và quay người giúp đêm là không ra được các thông báo này đây là tiền vào bên kia bóng ra như làm sáng lên đó là thắt nóc của đồng bào số 23 để bên trái chiêng Linh Thị Ấn Tổng bên trái chiêng Tấn Thành đây là chết tay một trong những cầu thủ khá nổi tiếng của sáng lên đó là chết tay rồi ra sân với một đôi chân không cần nhớ rồi phá công dành cho đội bóng áo đỏ vẫn là một thằng nào số 18 đó là tấm xe tay và sẽ có quả đá phạt trên chân bóng áo đỏ và làm kết quả đá phạt đó là Thanh Tùng thằng bàn số 19 và dứt điểm của Thanh Tùng không qua đường nào vẫn là dứt điểm của Thanh Tùng và hai pha dứt điểm của thằng bàn số 19 bàn thắng đã được mở dành cho đội bóng sắc màu hình như cầu thủ mà số 23 bên phía với ban nhân xã chưa chạm được quả bóng đây là pha chạm bóng đầu tiên của thạch nóc đứng lên bên trái chiêng gọi là bên trái chiêng đó là thủ môn Phương Hào bên phía là bóng sắc màu Hữu Tập Tấn Thành đây là một thủ màu số 49 Linh Thị Hữu Tập quản Hữu Tập bên trái chiêng rồi phản công nhận chơi đội bóng có số cao màu và quả đập tay của đội bóng Phương Hào lên trên tay thủ màu số 10 để thắt tóc tay không có được tấn công của đội bóng số 20 bên phía đội bóng sắc màu lúc này phải lấy thế đang là một bàn đang nghiêng của đội bóng áo đỏ bóng xe tay được tấn công rồi ok chạy thẳng tay bên phía bóng với ban nhật cố sức từ đằng sau ngay tới kênh tới kênh ngày đầu 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 kênh ngày và là các cầu đến từ sắc màu bên trái chiêng để phân cờ thật nóc đó là cầu thủ số 23 thật nóc và đội bóng lưới dày của cầu thủ tiền vào chỗ lực bên đội bóng người ba nhân xã mình có quả đá phạt công tiền chờ được bóng áo vàng đó là chân tay và là cú tập phải dứt điểm
để tấn thành. Tiếp tục những pha phối hợp của các đội bóng ạ. Để trên tay thủ phạt xuống đôi. Còn là pha đi bóng của trên tay. Đăng. Và như vậy là có ba thắng sang thắng tỷ số 1-0. Đội thủ ghi bàn đó là cầu thủ áo số 10. Một cầu thủ khá xuất sắc bên kia bóng với ban nhân xã mình. Và là một trong những tổng giám đốc của công ty Huế Hương. Lại là cầu thủ mang số 3. Chúng ta thấy là bên phía đội bóng công ty sắc màu có bên trái chiên. Anh đam mê bán trái chiên nhưng ba mẹ lại bắt đi đá bóng. Lại là cầu thủ mang số 28. Đây là Tuấn Thành bên trái chiên. Hữu Tâm không có được cơ hội vàng. Đó là các thủ đến từ ủy ban nhân xã mình thật nóc. Vẫn là cầu thủ mang số 23. Cuộc bảo phối hợp với cầu thủ mang số 9. Và đến đầu không có được Hữu Tâm. Sao Sài Gòn không vô ngồi ăn hiệp phải về sớm à. Đấy là cầu thủ màu xanh 13 và một cầu thành công. Hello anh trai tôi Thế Văn nha. Tấm xe tải và bàn đá rất nhanh của thủ môn đó là Linh Mất Thanh Tàu. Đây là Phấn Khởi. Đây là Phấn Tàu. Phấn Khởi phải dứt điểm cơ bầu. Cú dứt điểm đầu tiên của thủ môn số 23. Nhưng bóng đã đi trên công nhật của thủ môn Phương Hào. Bên trái chiền Hữu Tâm. Một là bên trái chiền của thủ môn số 28. Và phối hợp với Tuấn Thành không chơi bóng không được gặp cầu thủ màu số 20. Tuấn Thành và mất bóng của Tuấn Thành cho lên đến cầu thủ khả năng tiến cho Phan Tùng. Nguyễn Trinh Tông tổ thắng công nhận chưa được bóng áo vàng. Lâm Thị là bình trái chiền. Vẫn là các cầu hóa bỏ Thánh Tổng. Tấm xe tải. Chào chàng Quỳnh Quy nha. Thánh Tổng là Tấn Thành. Để khoáng khởi. Ngồi khoáng khởi của bà sai mà. Bảo phối hợp lại không thành công. Hôm nay không đếm được đưa chân của Tấn Thành. Cơ hội phá công hiện trường được bóng sắc màu. Tấm xe tải bấm trái chuyền quả lưu thủ mạng số 18 quả năng bình dịch cho đội bóng 13 bị ăn sáng lên. Hữu Tâm Tấn Thành bấm trái chuyền và mặt bóng rất mềm. Đây là Phấn Khởi. Hữu Tâm
Còn cô cái bóng đó là lính thi. Vậy chúng ta thấy lúc này thì cái thường màu kế bàn của thường màu sẽ đến sau cũng đã được tung vào sân. Phải nói là tung của thường màu số 46 bên phía sắc nào vào sân để kèm cặp của thường màu số 23 bên phía đội bang An Ninh. Hai cầu thủ này về tiêu tá về trọng lượng khá cân bằng với nhau. Đây là Sĩ Huân. Đó là Sĩ Huân, pha đi bóng quá dứt điểm. Người vừa có pha đánh đầu đó là Minh Thuy. Báo trọng tài kìa. Ăn kêu trọng tài, ăn kêu. Trọng tài, trọng tài. Trọng tài, quỹ ban có sự thay đổi người. Đi bóng vô hello Lâm Thi. Lâm Thi nói là nhờ kêu tiểu bằng chạy từ từ. Và xin chào Lâm Thi, xin chào Trần Vinh Vy. Lâm Thi lại có lời nhắn là kêu tiểu bằng chạy từ từ thôi. Đó là các thủ đến từ quỹ ban nhân xã mình. Đó là thủ đoạn số 9. Thủ đoạn phù hợp với chất tay. Đó là tiểu bằng. Bóng lại không đến nơi người chân của cầu thủ áo vàng có phát công cho chơi bóng áo đỏ để tắm xe tải để đội chúng ta diễn ra quá hấp dẫn. Có thể nói là một thời tiết khá lý tưởng cho hai đội bóng thi đấu. Nhìn nào hết bóng nha, hết bóng, hết bóng cái kêu anh Khánh Tông kêu trọng tài, kêu trọng tài cái là Bình Khánh Tông. Rồi đó hết bóng rồi đó, trọng tài kia, trọng tài. Trọng tài, trọng tài, quý ba có sự thương rồi. Sự chỉnh rời sân. Và vào sân đó từ mạng số 15. Tuấn Anh. Cuối cùng là những pha phối hợp của các thầy Lê Tông Nhân sáng mình. Thủ tầm được về là bóng của tiền sắp bảo Xíu luôn. Ok, cảm ơn Trang Quỳnh Quê nha. Linh Thi. Thủ tầm Xíu luôn. Và là các thủ đến từ Quỹ ban nhân xã Minh. Thủ số 15 của thủ viên mới vào sân. Tiếp tục tạo phối hợp. Người vừa có pha dứt điểm cái này đó là của anh Kết thuộc mạng số 47 bên phía đội bóng của Thị Sắp Đầu. Chạy lên tiểu ba để lính thi chỉ luôn có pha phạm lỗi của thuộc mạng số 2 với Sĩ Huân. Y tá không sao đâu. Ở trọng tài, quý ba có sự thay đổi người. Ra đi sao? Xuống một người xanh và vào xanh đó là Tịch Tăng Tê. Thủ tâm. Không ra được tỉa bằng
đúng là một chiến thuật khá hay bên phía đội bóng sắc màu khi tung cầu thủ mặc áo số 46 vào sân để kiểm cập cầu thủ mặc áo số 23. Để tiến bằng tử tổng xin luôn và là xin luôn bên phía đội bóng sắc màu Tuấn Anh chất tài phải lúc thứ ba xuất hiện thay đổi hôm nay vẫn là cầu thủ áo vàng đây là Thánh Tông họ phối hợp thành công để cho đội tuyển Tuấn Anh thủ khá nhanh nhẹn mình vừa bóng vừa bàn nhanh sáng mình phấn khởi hình như anh đã hơi bị choáng trong tình huống rồi anh phải xây dần dần xin lỗi đây là tên ta tê đây là bóng người bằng nhìn sáng lên thẳng khởi phá nhiệm vụ đó là vô thẳng khởi của bóng số 23 đã đem 13 thắng quân quân tình số 2 đi lại nói là một trong những cầu thủ khá lớn tuổi bên phía đội bóng nhìn sáng lên đã ghi bàn quân quân tình số 2 đi có thể nói là đây là bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp của Ngô Thắng Khải. Một bàn thắng có thể nói là rất quan trọng. Tiểu bàn, thắng tàu. Bảo phố. Lẽ lâu cả. Đó rồi. Trong tay. Như anh Khởi ghi bàn rồi mừng quá ra luôn. Thánh Đồng Hữu Tâm Sĩ Quân và là mục tiêu của ông thủ mạo số 23 đồng thời Huy Bàn. Mục tiêu của anh là được ghi bàn là mừng rồi. Ghi bàn là người xanh Sĩ Quân Thánh Đồng và lúc thủ mạo số 76 Hữu Tâm và phòng Thánh Đồng và được Tuấn Anh Gia Biên rồi đó anh, cũng đá Gia Biên mà. Và là Thanh Tùng, thật đáng tiền. Đúng anh, thật đáng tiền. Rồi bên phía quỹ ban nhân sáng hơn chúng ta thấy là còn những chi bàn dự bị khá nhiều chết tay rút ra thủ môn số 10 Hữu Tâm bên phía quỹ ban mình lúc này chúng ta thấy là còn một chi bài đang giấu rất kỹ đó là Hà Gắn Hổ một trong những cầu thủ có nọc độc rất cao Hà Gắn Hổ Hữu Tâm Thánh Tùng lại là Thánh Tùng thủ môn số 19 tiếp tục ra yên đêm bóng đã chạm chân của Tuấn Anh đi hết đường bên ngang quả đá phạt góc trên chơi đội bóng đến từ sắc màu
Chiếu Hương là người thiền quả đá phạt cấp này. Vụ cho bản Đức Khơi gọi tôi vô tôi làm màu vô vô đó. Đúng rồi. Cải tinh, cải tinh, cải tinh. Cái này phải xử luôn. Để lên mốc. Hai người này tôi phải lên luôn à. Có mẹ để ông. Rồi là các thủ đến tới Hội Lăng. Quả nó mới dành cho bóng sắc đầu. Chiếu Hương tục qua phối hợp với màu số 7 đã lần kết tên 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 để xíu lên phá bắt đầu vô tôi áo vàng cầu phá cầu nhà chơi được bóng sắt đầu qua được Tuấn Anh để là Hữu Tập qua được Tuấn Anh bóng lại trong tầm kiểm soát của cao thủ đến từ Huế Vàng không qua được tiếp à Hữu Tập xíu lên Thánh Tổng Thánh Tổng là chết tay và là Hữu Tâm đầu tiên được bóng sát tàu đôn lên tết tiền dễ nè tiếp à thôi vậy sẽ có câu hỏi đá phạt trên chơi đội bóng Huế Vàng nhân dân sáng lên thủ xuất của tên đáng tê đã có sự cảnh giác của thủ môn thứ hai và đá phạt góc trên chơi đội bóng áo vàng và là thủ môn số 12 tục sẽ có quả đá phạt góc tiền cho đội bóng Huế Vàng xin mời tiếng bạn đó là các thủ đến từ Á Lân tận đá tê và đi bóng lỗi nha Hữu Tâm Thánh Tổng để đoàn kết còn là Thánh Tổng chiến lên tay tay gọi kêu thầy sang á thầy sang nói ông trọng tài mới nghe phạm phối hợp với chết tay thủ môn số 10 gọi là cao thủ áo vàng tiếp à và như vậy tiếng còi tài chính cũng đạt các quyền kết thúc hiệp đấu đầu tiên Hà Nội rơi sân với tỷ số hòa nhau 2-2 và chúng ta sẽ cùng nhau quay lại hiệp đấu thứ hai trận đấu đầu tiên giữa đội bóng của giáo viên của thành phố Sóc Trăng và đội bóng đến từ An Hiệp. Ngoài
Đổ bên luôn coi, đổ bên, nãy đá bên đây phải không? Đổ bên. Dương ơi, anh Dương, vô trước đây. Chào Nguyễn Đức, chào Long Tướng Đạt Đạt Ma. Và như vậy chúng ta sẽ cùng nhau chuẩn bị quay lại hiệp đấu thứ hai, trận đấu đầu tiên giữa đội bóng An Việt và đội bóng đến từ giáo viên thành phố Sóc Trăng. Và sau khi kết thúc hiệp đấu đầu tiên, đội giáo viên thành phố Sóc Trăng đang tạm được trước với tỷ số 3-2. Ở đấu thứ hai này, các đội của giáo viên thành phố Sóc Trăng là những người chiếm giữ khung thành ở phía bên tay phải, và đội bóng An Hiệp là những người chiếm giữ khung thành ở phía bên tay trái. Xin chào anh Tấn Rốc Ben. Hello anh Tấn Rốc Ben. Như vậy tiếng cười này trên cũng đã cắt lên, bắt đầu hiệp đấu thứ hai cơ mà. Đây là giá tâm. Không còn được đôi tay của phần phước nhanh. Chậm thôi em ơi, bây giờ chậm thôi em, không có tao hết chuyện. Thử gì? Con gái Minh Vương tiếp tục phải được bóng vào trong. Và lúc này đã là Hữu Dinh tiếp nhận và không chế bóng rồi, đó là cầu thủ Mạo số 2. Chào Trần Quỳnh Huy nha. Được một phút nha. Chào Trần Quỳnh Huy, chào anh tướng Robin. Đây không có được cầu thủ màu số 13. Đó là Chí Hiếu. Ném đi dành cho giáo viên thành phố Sóc Trăng. Mình lại thế đang là mau băng nhưng mà được bỏ áo trắng. Thảo ơi, bóng bụng Thảo. Tức là để Thảo nó bỏng dưới đất. Và đứng trước quả đá phạt đó là anh Đức, cầu thủ màu số 14. Bên phía giáo viên của thành phố Sóc Trăng. Tức là để Thảo nó bỏng nữa. Anh Đức và Đăng Khoa, như vậy người thực hiện cú sút này đó là Đăng Khoa. Thủ mã số 21. Phải những điểm không qua được hàng rào. Bóng vẫn trong tầm kiểm soát của cầu thủ áo trắng. Đã bước ngang rồi vào công. Đã có pha phạm lỗi của cầu thủ áo số 14 đó là Giác Tâm. Và những quả phối hợp đến từ đội bóng An Hiệp. Giác Tâm. Đó vào. Đã có sự cản phá xuất sắc của đội bóng Phước Nhân.
rồi, tập lại em ơi, không sao đâu. Tập lại. À. Giữ bóng lại bên đây. Là hữu gì? Đây là cầu thủ số 5 Văn Thao. Đóng được, đóng đi Thảo ơi, đóng được, đóng đi em ơi. Giáp bóng. Đánh vào. Cả liền cãi em. Đẩy đó, đẩy đó. Quả đá phạt cần thơ đội bóng đến từ giáo viên của thành phố Sóc Trăng để hủy dinh quốc luôn hủy dinh kết nạp về đi luôn đá cái biên luôn Hữu Dinh Minh Vương bóng lại quay về của thủ môn số 3 được thừa là bóng giáo viên thành phố Sóc Trăng và bóng này đó thủ môn số 4 Anh Đức dứt điểm lại đi đâu rồi chúng tôi tiến ngang bóng đá lăn vào lưới đóng được đóng luôn đi Hữu Dinh để lát qua phước nhanh bọn Hữu Dinh ném biên cho đội bóng An Nghiệp giáp tâm để lãnh đích tốc nàng của đội Minh Vương là quét lan quả được đăng khoa Anh Đức coi quả được đôi tay của thủ môn Giác An thủ môn số 9 chúng ta đang bên cạnh cho đội bóng đến từ giáo viên của thành phố Sóc Trăng không được chắc tâm Minh Cảnh giáp tâm và nó bóng lên lên không có được chế mấy điểm cái này ở bán nhau là Minh Cảnh lừa đó em lừa đó phải đi bóng của Minh Cảnh lại không phải được Minh Vương còn là Minh Vương hai bên này phải giết em không nào đó rồi đá luôn Thảo phải đi bóng vào cho Anh Đức nhưng mà chúng ta thấy là có một cầu thủ của đội bóng bên phía An Hiệp cũng đang nằm trên sân. À, xin chào đồ Thanh Thiện. Hello Đào Thanh Thiện, hello Trần Quỳnh Quy.
Mình cảnh tục bà phải có quán giàu cấp bà để có tình huống phạm lỗi của thủ môn số 12 Văn Tuấn. Hữu Vinh và phối hợp với cầu thủ màu số 5 là Văn Thao là Anh Đức. Hữu Vinh không có được tốc nam quả đá phạt góc kiến cho đội bóng của giáo viên của thành phố Sóc Trăng. Kéo lên chốc hơn hơn và sẽ có quả đá phạt góc kiến cho đội bóng áo trắng, đó là Hữu Vinh. Anh Đức rồi dịp về liền em số ba dịp về. Minh Cảnh đeo rồi ta. Vâng, thủ lao số 9 bên phía là bóng ăn nhịp Tống Bằng ép vô Văn Giàu Minh Vương. Nó lính liền lao quá mà cãi coi người bắt kìa. Và đem biên dành cho đội bóng của giáo viên thành phố Sóc Trăng, đây là thủ môn số 5 Văn Thao. Ở nhà cái biên đi em. Đứng kìa. Đúng rồi. Anh Đức đá bạn chỉ có pha dứt điểm. Thủy Vinh thì điểm không thành công của thủ môn số 3 số 5 ra hơn chủ nhỏ lại hơn quán giàu họ được đội tay phút nhanh. Minh Vương cầu này Văn Thảo vẫn là thủ môn số 5 Văn Thảo và đã phạt góc kiểm tra được một áo trắng. Đó là Minh Vương cái quả đá phạt góc cho giáo viên của thành phố Sóc Trăng. Tiếp tục sẽ có quả đá phạt góc Hữu Vinh. Tiếp tục là những quả đá phạt góc của cầu thủ áo trắng của cầu thủ áo số 3 Hữu Vinh. Tiếp tục là đội bóng áo trắng Minh Vương vẫn chưa có cơ hội dứt điểm. Đây là cầu thủ của dứt điểm của mình, đội của Văn Thảo. Anh Đức trời ơi Đức ơi chấm bước đầu rồi về giữ lại hết nào bán dầu đội của Văn Thảo quá đâu đất nhiên không có đi xa con chờ đợi xem giờ nó quá chẳng anh Nghiệp không làm thì thôi làm là một lượt hai cầu thủ rồi có người bắt nghe người đã phạt tấn công cho đội bóng áo xanh được công bằng của đội bóng số 5 bắt người tiếp tục đội bóng áo trắng Minh Cảnh chỉ yêu với lời thêm mau ba mong manh và đều hiệp đồng thứ hai chúng ta bắn dầu ta bỏ luôn và sự bóng hơi nhẹ của bắn dầu phước nhanh để là Anh Đức rồi tính cười thủ môn số 12
với Anh Đức. Thủ được Chí Hương, thủ áo số 13. Để có quả ném biên cho giáo viên thành phố Sóc Trăng. Minh Vương, Anh Đức. Tổng bằng và phối hợp với Tấn Công. Để Anh Đức để Tấn Côi về phía bóng ác hiệp của thủ áo số 12 công bằng hai Minh Cảnh Quang Giàu công bằng Anh Đức bên phía bóng trong viên của thành phố Sóc Trăng Tấn Côi và đã phạt kiểm tra là bóng giáo viên thành phố Sóc Trăng và Hữu Dinh của thành phố số 3 là Hữu Dinh đúng rồi không phải được tấn công của thành phố số 12 bên phía là bóng An Hiệp và quả ném biên dành cho giáo viên của thành phố Sóc Trăng tiếp tục phối hợp với cái thầy Mạo số 10 đó là Thầy Hà Anh Đức Thầy Hà rồi Phước Nhân Hữu Dinh Thầy Hà Giác An Minh Cảnh Tấn Bằng Tấn Côi Quán Giàu bóng quán con phải được bóng quán trong sẽ có quả đá phạt góc trên chưa được bóng áo sân của thủ số 11 cùng với bóng An Nghiệp tổng bằng rồi Minh Vương ném biên cho giám viên của thành phố Sóc Trăng Anh Đức Tấn Côi sao anh bóng bằng như vậy sẽ có quả đá phạt trên cho đội bóng An Nghiệp bóng vẫn ngoài vòng sẽ là một cơ hội rất tốt để cho đội bóng An Nghiệp có thể là sát bằng được tỷ số cũng này cách biệt chỉ có một bàn mong manh mà thôi với tỷ số 3-2 thì được bóng áo trắng người đạt được trước tờ quả đá phạt cũng này có Văn Giàu và Công Bằng một cơ rất tốt trên chơi bóng áo xanh chạy đại sân trong trận đấu này bắn vào không bao giờ nào
Được thấy à? Được tính coi. Gọi là bán nhau, không phải được Minh Vương. Minh Cảnh. Và đi bóng của Minh Cảnh. Cá đen. Cá đen viết trong trường màu áo xanh. Trận đấu chúng ta đang nhìn là quá hấp dẫn và đứng minh được cho giáo viên của thành phố Sóc Trăng. Như vậy là có cơ chiếc thẻo hàng là được rút ra nhìn cho tính côi. Hợp hợp với Minh Vương. Hợp hợp với Anh Đức. Để lên thấy à. Hợp hợp thường báo số 10 Minh Cảnh. Bình thường bóng án hiệp. Hợp hợp Minh Cảnh. Chí Nghiêu. Quán Giàu. Hợp hợp Văn Tiến. Phải Yết Tiến. Và sẽ có quả đá phạt góc trên cho đội bóng áo xanh. Đây là công bằng Minh Cảnh. Hôm nay đã là thủ môn số 5. Những pha miệt mài tổ chức tấn công của cầu thủ An Nghiệp để tìm kiếm bàn thắng sang bằng tỷ số. Chỉ Hiếu bắn vào cơ. Xin chào Đức Sâu nha, chào Đức Sâu. Chào Đồ Thánh Thiện. Chào Trần Quỳnh Quy. Hello anh em nha. Chụp vào phối hợp với thủ màu số 5 này Văn Thảo. Ở Văn Nhào. Minh Cảnh. Văn Nhào. Và đã phạt tới kinh trường đội bóng áo xanh. Như vậy thì thủ áo số 10 cũng đã được rút áo xanh. Màu áo xanh đã được Lý Thon, thủ áo số 11. Như vậy thì thủ áo xanh không phải là Phê Hà mà đó là Minh Vương, thủ áo số 8. Hello Hải Bách nha, hello Hải Bách. Hello Phước Hải, hello Đức Sầu. Rồi đó, kêu trọng tài đi, kêu trọng tài đi, anh kêu trọng tài, kêu anh Sang kêu trọng tài kìa. Có gì nhắc chứ, bình luận viên kêu trọng tài anh. Có trọng tài cái thổi chừng trận đấu lại. Tiếng coi. Tạm hợp với công bằng. Để vắng tiền. Vắng dầu. Ý kiến của vắng dầu. Và càng phá sức thần của môn phước nhân. Và đã phạt tốc kịp cho đội bóng áo xanh. Đây là Minh Cảnh. Đây chúng ta quá hấp dẫn cho đến lúc này. Có thể nói là một trận đấu làm cho trọng tài phải tốn rất nhiều sức lực. Phải có quá hấp dẫn. Đội bóng nào nhất chiến thắng sẽ là vào trận tranh nhất nhì. Còn đội bóng nào để thua cuộc ta phải trận 3-4. Con người bắt đi. Con đừng cái lên đó. Rồi sẽ có quả đá phạt. Để chơi đội bóng đến từ An Nghiệp. Đang công bằng của thủ môn số 5. Phải tiến đá bàn không vào. Minh Cảnh. Chấp lại em. Rồi chấp lại. Đứng nhanh.
Ok. Xin chào Võ Duy Đăng nha, chào Phước Hải, chào Đức Sầu. Để mình cầm. Coi người bác. Chị Nhiêu. Bóng vào. Bàn ra rất nhanh của Thùng Phước nha. Để lên đứt. Và câu việc chưa bỏ chăng. Bóng Thảo. Còn được Chị Nhiêu. Ở công bằng. Alo. Bằng tiền. Ở công bằng. Rồi rồi ta phá phá lên. Đó là đánh khoảng. Anh Đức. Và còn dùng đánh khoảng cho chúng ta lên. Chẳng tay, chẳng tay. Hai người di chuyển ngoài luôn. Di chuyển ra ngoài. Thôi tiếp tục anh. Chiêu. Còn 2 phút nữa. 2 phút nữa. Ép vô luôn. Dạ. Và là Chí Nhiêu. Rồi. Xuống 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 thôi. Tính coi. Xuống bên. Minh Cảnh. Chí Nhiêu. Và bà rất nhanh của tổng số 13. Về đi. Hai phút nữa. Rồi. Số 5. Coi bắt người. Rồi tính coi. Để phê được bóng ác nghiệp. Chưa quá vậy rồi. Một người Cảnh. Một người chậu. Và dứt điểm. Hello, hello Phong Âu nha, hello Phong Âu. Ta đang nghe bình luận viên thầy Sang bình luận nha các bạn. Minh Cảnh bên phía bóng ăn hiệp. Và dứt điểm bóng đi hơi cao. Xong rồi không thành của mình rất nhanh. Xong đấu quốc dinh các bạn ơi. Thông tin của thông tin sân bình luận viên cho chạy chữ bên dưới các bạn. Ok, cảm ơn Phong Âu nha, cảm ơn Võ Duy Đăng. Đây là sân đá Quốc Vinh nha các bạn. Chúng ta là sân Mỹ Xuyên nha. Như vậy, đội thứ hai này.
cầu thủ của đội bóng sắc màu. Là những người chiếm giữ khung thành ở phía bên tay trái và đội bóng của Ban Nhân Sáng Đình là những người chiếm giữ khung thành ở phía bên tay phải. Sau khi kết thúc hiệp đấu đầu tiên, ở đội người sân với tỷ số đang là 2-2. Đây. Xin chào Lâm Tuấn Đạt, xin chào Trần Thi, xin chào Thắng Qua, Trần Thi, xin chào Thắng Giỏi nha. Và như vậy tiếng còi và chim cũng đặt cái bắt đầu hiệp đấu thứ hai chúng ta. Lúc này đó là Hữu Tâm. Và là các cầu đến từ đội bóng Nguyễn Văn Nhân Sáng Đình. Và phối hợp với cầu thủ Văn 65. Tây nghe, có biết là tên Tây nghe thầy người sáng. Tên Tây. Đây là tên An Tây. Chào Quốc Dinh, hello Quốc Dinh, hello anh trai. Vâng, xin chào Thanh Võ, xin chào Trương Minh Tuấn, xin chào Quốc Dinh. Quốc Dinh lại có lời nhắn là mai vô được mấy ve rồi. Rồi rượu bia không tốt cho sức khỏe, bởi vì hai lon thôi. Và Quốc Quang của thủ Mạc Xoay Âm Lạc. Đề nghị ban tổ chức lấy hai lô nước ngọt và hình con hổ. Con hổ này là chuyện sang khí à. Vẫn là các cầu thủ đội bóng Tây An Ninh. Lên tì. Từ những quả phối hợp của đội bóng à. Quả đá phạt góc dành cho Ủy ban Nhân Sáng Đình. Đó là Thị Tịnh. Là tên Đan Tỷ. Và phạt Vân Tỷ. Và không có được thông báo số 4. Số 4 của chúng ta đó là Cài Nhôm. Và phạt không phân công của cái thua áo đỏ. Tuấn Anh. Đây là Lăng Tây. Đây là Ali Sơ Biếu của đội bóng số 15. Thánh Nào. Hữu Tâm. Còn là thủ môn số 3 bên phía đội bóng của Thị Sắc Bảo. Thánh Nào. Anh Khải ở mấy lon rồi kìa, nhà Bình Lương Viên ơi. Chào anh Khải, mấy hai lon anh Khải như thiếu độ thọng đi. Thánh không? Thì anh Khải ở đâu? Anh Liên Sơn Điêu. Mình là Thầy Tư, thủ môn số 15. Và phù hợp với anh Tư. Anh Khải ngồi không biết đậu phòng đậu gì hết trời. Vâng, xin chào anh Ngô Phấn Khải, lại có lời nhắn là ở Bình Luận Viên hết mấy lon rồi. Đã nói rồi, rượu bia không tốt cho sức khỏe, nghị định 100 phạt rất nặng, nên Bình Luận Viên không dám uống. À,
đây chỉ có anh Tỏ là tốt nhất. Được rồi. Tốt bia nữa rồi. Thầy Trung, đội viên bóng, ủy ban nhân sáng mình, để tắm xe tải, và đội bóng tắm, và thầy Trung, ngồi lên nút, và thầy Trung. Đây là anh Tì. Là tóc ăn ăn xe tải Thanh này Elizabeth để thủ môn Linh Mục Lan Tì. Còn là thầy Tuấn cơ hiện trên bóng áo đỏ lại không được Tuấn Anh của bóng số 13 còn Tuấn Anh và đi bóng hơi dài tận đáng tỉ cầm xe tải để là Linh Sơn Đức tận đáng tỉ là tâm xe tải để là Ali xe biếu của số 15 vẫn là Ali xe biếu tất đất tỉ tập hợp với thầy Tuấn mình nói hoài nói gì vậy luôn. Thanh Long Sang ơi Sang nói tiền đạo 18 bỏ mấy chiếc banh bớt đi đạo 18 bên quỹ ban đó để tính đánh tiền lại không có được của thường màu số 1 Lọc Cà Nhung gọi là tính đánh tiền hãy tính hữu tập đứng ra đây không có lui nữa Ali Sabiu. Hai người ơi, hai người ơi. Kiếm lại. Trọng tài, nghĩ ba con sư thứ đối người. Tin rồi phải không? Chúng ta thấy là tuyệt chiêu cuối cùng của ủy ban nhân dân xã mình cũng đã được tung vào sân. Đó là hai gã nổ. Thủ môn số 17. Anh em bên phía sắc màu kỹ kỹ số 17 giùm một tí. Hai gắn hộ. Đã thấy là nọc độc của anh chỉ có Tiger, Lago chỉ mới nổi mà thôi. Thị Tuấn. Bên cánh tỷ. Là không qua được ca nhôn của thủ môn số 4 bên phía là bóng của phía sắc màu. Tất đánh tìm cộng 3 để là 2 gắn hồ và mặt bóng rất nguy hiểm của đội bóng số 17 rồi đầu tấn anh gọi là đội bóng số 17 bên phía đội bóng quý ba thầy Tân tất đánh tìm mình sống mà mình sống mà sao thay người đấy người ta đã mệt cái ta ta quán rồi này chụp tay chạy mấy giờ mệt lớn đây thì chúng ta thấy Ali sẽ biến bóng đá rơi sân và bóng sân đó là Lương Thi thủ mã số 49 để phê được bóng Lương Thi sắc màu đây là hai gác hò tập đánh tỉ
thì cũng không qua được Hữu Tâm. Hoặc là Hữu Tâm cơ hội dành cho đội bóng áo đỏ Linh Thi của đội Tuấn Anh. Cầm xe tải và phòng vệ Thanh Hồng hoặc là Thanh Hồng nên đi chơi được bóng quý ba Linh Thi. Cảm ơn Đình Chí Khánh nha. Trọng tài quý ba có sự thay đổi rồi. Thôi trọng tài với áo biết nữa giống giống nha Đình Chí Khánh. Tập trung vào xong đi cái mâm đó đem giữ cho. Như vậy chúng ta thấy là chân tay cũng đã được tung vào sân. Giờ đây còn ở phía bên ngoài sân. Chàng Ngọc Tính nha. Ở bên phía đội bóng A Nghiệp vẻ mặt rất thất thần của chủ chính đồ của Sáu Sài Gòn. Sau khi để thất thủ trước đội bóng đến từ thành phố Sóc Trăng. Chúng ta thấy là huấn luyện viên trưởng của đội bóng A Nghiệp, chúng ta thấy là có Sáu Sài Gòn, có chín đội chú Bình. Ok, cảm ơn mọi người, cảm ơn Ngọc Tính, cảm ơn hai đơn vị khách nha. Với nồng độ 4.3 mà thôi, thắng thua không quan trọng, để là người phấn khởi vì vừa được an ninh đất đất tỷ Hữu Tâm Thánh Hồng tấm xe tải đúng anh đất đất tỷ Thầy Tuấn Nguyễn Phấn Khởi không quấy được tức qua bóng của thủ môn số 23 Linh Thi tấm xe tải Hữu Tâm để hai gắn hộ đất đất tỷ Tuấn Anh chật tao là thầy Tuấn tết đánh đi đó là cú dứt điểm của các thủ đến từ Sáng Linh. Xin chào anh Linh, bà nắng nè Linh Chuối. Thầy Sang tháng giờ cũng cỡ nửa thùng rồi đó. Công An Thánh Hồng gọi là Thánh Hồng là Công An hạ gắn hồn là Ngô Phấn Khởi lại là pha dứt điểm của đội bóng số 23 một trong những chuyên gia xuất sắc của đội bóng áo vàng. Vâng, xin chào Tín Nguyễn. Xuống lên Linh Thi tấm xe tải hai trận nữa đó. Tuấn Anh tuần nhập phòng phối hợp của cầu thủ đến từ Sáng Linh chấn tay không được xuống lên đây là bình trả chiền tấm xe tải xuống lên hỏi những điểm của xuống lên. Thế thì qua đá phá góc này đó là xíu hơn bên phía đội bóng công ty sắc màu thủ vào số 76 và đánh đầu là của Tất Anh Tỷ có pha phạm lỗi của xíu hơn đối với Tuấn Anh. Giờ lúc này thì một trong những siêu dự bị của An Ninh đã làm tỏ bóng đá đang khởi động
anh chỉ khởi động mà thôi nhưng chưa biết được tung vào sân hay không. Chủ yếu anh khởi động để lấy hình, rồi bảo với vợ là mình có đá, nhưng chắc không được vào sân đâu. Hữu Tâm. Và cảm ơn anh Tọ cũng đã tài trợ cho bình luận viên một cặp hồng tôm. Để lính mất của phụ bình thề sáng lên chết tay. Của được xíu hơn. Tiếp tục là thủ môn số 76 cầm xe tải. Cố lên đầu của bên trả trường. Đúng là đam mê bán trả nhưng ba mẹ lại bắt đi đá bóng. Khả năng tiêu chuẩn của thủ môn số 78. Để hai gắn hộ Hồ Phấn Khải. Cố lên đi tao ơi. Lớn xíu hơn. Lớn thì bóng vẫn còn. Tắm xe tải. Không được tập đánh tê. Hồ Phấn Khải. Đi. Xíu hơn. Tắm xe tải. Đây là Thành Dương. Bình trả chiếc. Dạ, xin chào anh Khương Gà, đây là sân đấu Quốc Vinh nha mọi người. Sân đấu Quốc Vinh ở An Ninh, Châu Thành nha các bạn. Thầy Tuấn, hai gắn một. Gọi là tăng xe tải bên phía đội bóng công ty sắc màu. Và vào với Sĩ Hơn. Hữu Tâm. Lên chết tay. Cái tổ là những phòng hợp của ông à. Đó cho mình không nổi nữa, tối ngày ăn nhậu quay. Đây là Xuyên Huynh. Số 17, số 17. Lên đường trả chiên. Thành xe tải. Và là thường mà số 28. Tổng hợp với lính thi. Đây là Xuân. Một cơ hội rõ ràng, cơ suất không thành công. À, trong tay, Mỹ Ba có sự thay đổi người. Như vậy, thầy Tứng cũng đã về sân. Và vào sân đó là Tứng Tỏ sau khi anh đã khởi động. Chắc hình như đem số 16 vô trưng bày. Chết tay. Hai gắn hộ. Người phát khởi. Cô được thấm tổng. Hữu Tâm. Để lăn tỏ. Chết tay. Hai gắn hộ. Để Tuấn Anh. Và là Tuấn Anh của đội bóng số 13. Không phải là Thánh Tông. Lúc này tỷ số đang là 2-2. Xác định được đội bóng đầu tiên và vào trận chung kết. Đó là giáo viên của thành phố Sóc Trăng. Và chờ đợi xem hai đội bóng giữa công ty sắc màu và Ủy ban nhân dân xã. Đội bóng nào sẽ là đội bóng nối tiếp bước chân của thành phố Sóc Trăng bước vào lượt trận chung kết. Nâng tỷ số lên đây. Quá hấp dẫn. Một cú đánh đầu có thể nói là làm cho thủ môn Phương Hào cũng phải đứng trâu chân. Đây là hiệp đấu thứ hai. Đây là Thánh Tông. Không có cú đánh đầu, không có cú áo đỏ.
gì chơi được bóng ống ăn để lấy chân tay. Hãy gắng hòn lại là phường 3 số 10 để là tình đám tì gọi là tình đám tì Ngô Văn Khai để lắm tỏ chân tay. Không phải đưa bóng vào trong, không phải được thủ môn Phương Hào. Để bên trái chiếm Thánh Tàu Chí Nguyên. Tướng Anh bên trái chiếm Hải Găng Hồng. Anh có chúng ta thấy là một pha làm thoát tim các cầu động viên bên phía với ban nhân sáng mình. Pha xử lý bóng quan trọng. Cú tập. Cú đánh đầu. Và người vừa có cú đánh đầu đó là Linh Thi. Ngồi phấn khởi. Ai gắn nào? Đây là chết tay. Đang cho cầu thủ màu số 23. Chị Vân. Gà thôi, gà sắp. Thánh Tộc. Để chết tay. Và đi bóng của cầu thủ áo số 10. Hai gắn hậu. Tật đánh tề. Không qua được thân. Không qua được bên trái chiên. Đây là Tướng Anh. Quả đến bây giờ chờ đội bóng sáng lên. Đó là Tấn Anh Tê. Hải gắn hộp. Tuấn Anh. Chết tay. Bấm cho khỏi rồi, bấm khỏi rồi. Và dứt điểm của Tấn Anh Tê. Hữu Tâm. Chỉ Quân. Tuấn Anh. Một phấn khởi. Phải dứt điểm. Với thế trận cân bằng nhưng lúc này thì lợi thế đang là hai bàn, đang như một đội bóng áo vàng. Để bên trái chiều. Xin chào Hoàng Phúc nha, đội An Hiệp lát nữa đá trên 34 nha các bạn. An Hiệp nãy để thua đội giáo viên thành phố lát nữa sẽ trên 34 nha các bạn. Hoàng Phúc. Bên trái chiều. Và phối hợp với Lương Thị. Đặc biệt lúc này đã là hai bàn. Thánh Tộc là tâm sơ tại. Bóng lên cầu thủ mang số 18. Quả đá phạt góc trên chân bóng áo đỏ. Bên trái chiên. Chí Quân. Và dứt điểm vừa rồi đó là của Linh Thi. Thủ mang số 49. Tướng Anh.
Và cầu thủ màu số 13. Bên trái chưa? Bên phía là bóng công ty Sắt Bảo. Xíu luôn. Tâm xe tải. Hữu Tâm. Tâm xe tải. Và với Thanh Tổng không theo kịp bóng của cầu thủ màu số 19. Đá bóng lên để chơi được bóng an ninh. Và như vậy đã có sự thay đổi rồi. Đứng ảnh cũng bán hơi xong. Bóng sân đấu từ màu số 12. À, xin chào Hoàng Phúc nè, hiện tại thì thầy Sang đang bình luận nha Hoàng Phúc ơi. Đội người phát cài. Phải bọc quân thủ màu số 23. Bổ sung không thành công. À, xin chào anh Long Hải, thầy Sang sáng giờ uống cả nửa thùng rồi anh Long Hải ơi. Thầy Sang sáng giờ là uống nửa thùng rồi đó anh. Bia mồi rồi nhóc hết trơn luôn. Quả nếp điều chỉnh chơi được bóng áo đó. Học hợp với Thánh Tổng. Đây là chiếc tay của công báo số 10. Phù hợp với rồi ăn khởi vừa được siêu hơn tâm xe tải Hữu Tâm Thánh Tổng hai phút bù giờ hai phút nãy trong tài ra thì hai phút bù giờ như vậy sẽ có hai phút đã bù giờ trận đấu thứ hai giữa hai đội bóng đến từ ủy ban nhân sáng lên và đội bóng không thể sắc màu và lúc này lại thấy đang là 2-3 tỷ số đang là 4-2 nhưng đội bóng áp vào chính luôn một cú sút trúng vào lưng thi còn là chính luôn và được chiến tài những chiến thuật câu giờ của cầu thủ áo vàng còn là chính luôn. Đây là tâm xe tải tiếp tục bạc đưa bóng vào trong. Ok cảm ơn Hoàng Phúc, vô coi đi Hoàng Phúc ơi, vui lắm, sang trình sang vui lắm nha. Thánh Tổng, Hữu Tâm. Tâm xe tải. Để chân tay. Bọn thủ vào số 10. Là tất cả tiền và như vậy tiến vào giải trí.